Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay sẽ là một cái video mà nói chung là khá là quen thuộc đối với các bạn rồi. Đó, là một cái video khui hàng, tiếp tục là video khui hàng nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để mà cho những bạn nào mà cần mua hàng đồ bên shop mình á, thì các bạn có thể vào cái video này để mà tham khảo xem là trong đợt hàng này cũng như là shop mình nó còn những vật dụng gì để mà các bạn có thể đặt hàng nó dễ hơn nha. Đó, rồi và đây là hai một cái thùng với lại một cái bao to như thế này. Trong cái bao to này á, thì nói chung là thức ăn thôi các bạn, thức ăn trộn thôi. Thức ăn trộn thì các bạn đã biết rồi, mình đã review trong rất là nhiều cái video kia cho các bạn xem rồi. Đó, thì nó vẫn là 28.000 một bịch nửa ký. Và nói chung thì nó rất là đủ thành phần luôn các bạn, cho nó ăn thì hamster của bạn nó sẽ béo mập luôn. Đó. Rồi trong cái thùng này thì mình chưa có kiểm gì đâu, mình chỉ mới lấy khui cái nắp ra thôi chứ mình chưa có lấy ra hết gì đâu nha. Đó, để dành để mà review cho các bạn xem luôn. Rồi. Thì trong này thì nói chung là mình về thêm những cái mẫu lồng nhỏ nhỏ các bạn, với lại đồ chơi đồ, thức ăn dặm đồ rất là nhiều loại thức ăn mới luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Mới vào thì ở đây sẽ có những cái mẫu lồng nhỏ như thế này. Đây. Cái này là mẫu lồng mini nha các bạn có thể sử dụng để là tách mấy con chuột đực ra, hoặc là các bạn có thể là vận chuyển cũng được. Vận chuyển thì theo mình thấy lồng mini này thì các bạn nên lót các sạc để vận chuyển nha. Hồi lót mùng cưa thì cái đế nó khá là thấp, lót mùng cưa thì nó sẽ bị bay đi. Đấy, đây là những cái nắp của chiếc lồng mini nè. Đây nó có máy vòm nè, đây máy vòm, rồi máy hình vuông nè. Đó, như các bạn thấy đây rất là nhiều thức ăn dặm khác nhau luôn, đa số là rất là nhiều loại bông luôn nha. Đấy, bông sen rồi bông hồng, bông gì đó, nói chung là rất là nhiều bông luôn. Thì những cái loại này thì các bạn có thể cho mấy con chuột của bạn ăn để mà thêm chất dinh dưỡng cũng như là giảm stress cho mấy con chuột của bạn nha. Tại vì mấy con chuột của bạn nó ngồi mà nó ăn rồi nó ngủ nhiều quá thì có thể là nó khá là mệt á. Đó, các bạn có thể mua những cái loại bông này về cho nó ăn thử. Đây, này là bông hồng nha các bạn. Bông hồng. Rồi đây là như là bông cúc nè các bạn. Đây không biết bông gì nữa. Để mình không có rành lắm. Mà nghe nói đây là bông cúc nè. Rồi này bông sen nè. Bông này bông gì mình cũng không rành cho lắm. Đó, nếu như mà mình có nói sai thì các bạn bỏ qua cho mình nha. Đây là bông sen nha các bạn. Hồi nãy mình nói nhầm cái kia. Cái này mới là bông sen nè. Còn đây là cà rốt sấy các bạn. Đây chắc chắn là cà rốt sấy luôn. Đó, nó lát nó sắc ra từng miếng như thế này cho mấy con chuột nó dễ ăn luôn. Rồi và đây là hai bịch táo nha các bạn. Đây là táo người ta đã sấy và cắt ra từng miếng như thế này. Đó, rất là tiện cho mấy con chuột ăn luôn. Các bạn chỉ cần để cho mỗi con một miếng thôi là nó ăn rất là được rồi. Ăn rất là ok rồi. Ở đây là những mẫu nhà mini, nhà gỗ mini. Đó, này về rất là nhiều mẫu loại nhỏ nhỏ như thế này. Thì những mẫu này thì các bạn có thể để vào những chiếc lồng kính hoặc là lồng mica. Còn những bạn xài lồng sắt thì cái lồng bạn nào mà rộng rộng một tí thì các bạn có thể để những cái mẫu lồng, mẫu nhà mini này vào. Đó, nó có máy vòm và máy loại nhọn nha các bạn. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra bớt nha. Rồi và tiếp theo đó chính là một cái mẫu nhà mà nói chung là các bạn hỏi mình khá là nhiều trong thời gian qua. Đây là mẫu nhà 2 tầng bằng gỗ nha các bạn. Đó, thì nó có một tầng trên và một tầng dưới. Và nó có một cái cầu thang ở phía trước để cho mấy con chuột có leo lên tầng trên nha. Đây, mình về hình như là 5-6 cái gì đó nhưng mà nó bị gãy hết rồi các bạn ơi. Đây, những cái mẫu nhà gỗ này thì nói chung là vận chuyển xa mà, cho nên là nó không có tránh khỏi những cái trường hợp gãy như thế này. Đó, thì nếu như mà mình gửi hàng cho các bạn thì mình sẽ cố gắng gói kỹ nhất, nhưng mà nếu như có nó bị gãy á, thì các bạn có thể mua cái ấn sắt các bạn dán lại thì nó sẽ bình thường nha. Ở đây là cái bịch cá sợi nè. Đó, cá sợi này thì nói chung là mấy con chuột khá là thích ăn các bạn. Đó, mình có cá sợi và cua sợi luôn, các bạn nào cần mua thì có thể ủng hộ mình. Và đây là khử mùi. Đó, cái chai khử mùi này thì hôm trước mình đã có làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn xài rồi, các bạn có thể coi là cái video đó của mình nha. Rồi, khử mùi thì về rất là nhiều luôn. Đó. Thì mỗi chai như thế thì nếu như mà các bạn nuôi một cặp á, thì xài khoảng khá là lâu các bạn, khoảng đâu đó là 3-4 tháng gì đó. Mỗi lần các bạn xịt thì xịt vừa phải thôi, đừng có xịt dư. Dư thì nó rất là mau hết luôn. Đó, rất là nhiều chai khử mùi như thế này. Và đây là một cái mẫu nhà mà khá là mới. Đây, cái mẫu này thì mình lấy đợt hàng hôm trước rồi và mình thấy các bạn khá là thích đó, cho nên là mình lấy thêm về trong cái đợt hàng này. Thì cái mẫu này như các bạn đã thấy nè, thấy không? Đó, gỗ nó rất là dày luôn nha. Đó, gỗ rất là dày hơn là cái loại nhà mini hay là gỗ thường kia. Đó, và hamster thì nó cắn nó sẽ khó hơn và nó sẽ lâu hơn. Phía trước thì nó sẽ có phủ một lớp màu sơn để mà chống hạn chế dính nước tiểu của mấy con chuột á.
Đó, mẫu này thì nó khá là dày, các bạn có thể mua về để và để chơi mấy con bia cũng được. Bia á, thì các bạn có thể là cho những con bia loại nhỏ nha để chơi, vì bia lớn quá thì nó không có được vừa cho lắm. Và đây là những mẫu nhà lắp ráp, đây là hình như nhà ba trong một hay gì thì các bạn, để mình thấy có queo đồ rất là nhiều. Một tí nữa mình sẽ ráp xong rồi sẽ quay lại cho các bạn xem, review cho các bạn xem luôn. Ok, để rất là nhiều phụ tùng ở trong này đó. Đây là cái gì nữa nè, à đây là cũng vậy nè, đây là một mẫu nhà lắp ráp 3 in 1 có queo luôn á. Còn những cái chồng này là chén ăn sứ nha các bạn. Đây đây là những mẫu chén ăn sứ nha các bạn. Đó, cái mẫu này á, theo mình thấy á, thì nó khá là nặng các bạn, cho nên là các bạn có thể sử dụng cho hamster bia đó thì nó sẽ không có lật cái chén thức ăn được. Còn những loại bằng nhựa đồ đó thì theo mình thấy thì hamster đồ nó lật được khá là dễ dàng, dẫn đến là lãng phí thức ăn của các bạn. Ở đây thì có một chồng màu vàng, còn bên này là chồng màu hồng nè. Đó, bạn nam nào mà thích màu hồng đồ có thể liên hệ với mình nha. Đó, bên này màu xanh nước biển đồ, đó rất là nhiều màu luôn, nói chung là rất là nhiều màu luôn và rất là đẹp. Và chén nó nặng nữa, giá thì nó sẽ rẻ hơn cái chén nhựa một tí, đấy khoảng 1.500 2.000 gì đó. Rồi và đây là những cái lồng ngũ sắc nha. Để lồng ngũ sắc thì mình cũng có về thêm. Đây là combo của lồng ngũ sắc nè, có queo chiếc ngăn bình nước rồi đó. Còn cái lồng mini hồi nãy mình có review ở đầu video á, thì nó chỉ có queo với lại chiếc ngăn thôi nha các bạn, nó không có tặng kèm bình nước. Rồi và cái này á, là bập bên các bạn, vừa là bập bên vừa là ống chui luôn. Đó, 2 in 1 luôn, một tí mình cũng sẽ ráp và review cho các bạn xem. Đây, và cái này là cái gì đây? À, cái này là cái xích đu, nhưng mà cái loại mà treo vào cái lồng á, chứ không phải là cái xích đu gỗ. Đó. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy ra những cái mẫu lồng ngũ sắc này hết nha các bạn. Đây, nói chung là chỉ còn lồng ngũ sắc thôi. Trong đợt hàng này thì mình lấy thêm về lồng ngũ sắc với lại lồng mini rồi đó. Có màu hồng, màu cam, màu xanh, rồi màu nâu nữa. Ở đây thì mình có thấy là một cái mẫu nhà gọi là những nhà lắp ráp luôn, nhưng mà loại nhỏ nha các bạn. Đó, một tí nữa mình sẽ ráp lại cho các bạn xem luôn. Ở đây là những cái đế của chiếc lồng mini thôi. Đó, xanh đỏ, xanh xanh nó đỏ rồi cho con nhỏ nó mừng rồi, rất là nhiều màu luôn. Đây. Rồi và đây thì đây mình có về trong đợt hàng này thì mình có về thêm chén ăn gỗ nha các bạn, chén ăn thân gỗ á. Đó, như các bạn đã thấy nè, đấy nó được làm bằng thân gỗ hoàn toàn luôn và nó được khoét một cái lỗ nhỏ ở phía trong như thế này, ở phía trong cái gỗ, ở phía trong cái lõi thân gỗ á, để mà các bạn có thể để thức ăn vào. Cái này thì theo mình thấy thì các bạn có thể vừa làm chén ăn vừa làm đồ mài răng cho mấy con chuột luôn, cũng rất là ok. Đó, các bạn có nào mà chưa từng xài á, thì có thể là sử dụng thử nha. À, còn đây là mình có về thêm cát doily như các bạn. Đó, một loại cát mà nói chung là khá là sang chảnh cho mấy con chuột nó xài. Thì cái cát này á, theo mình thấy thì cái mùi thơm nó sẽ gọi là dai hơn, đó nó sẽ lâu hơn cái loại cát thường và giá nó tất nhiên là nó sẽ cao hơn nha các bạn. Đây, một bịch này thì mình sẽ lấy thử về vài bịch để bán cho các bạn thôi. Và mình lấy cái loại bịch nửa ký nha các bạn, nó có mùi hoa hồng, mùi táo rồi nè. Đấy, thì nếu như mà các bạn nào cần thì có thể inbox cho mình nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ráp những cái mẫu nhà lắp ráp lại nha các bạn. Đây, những mẫu này thì mình chưa có ráp đâu, bây giờ mình sẽ ráp và review kỹ cho các bạn xem nha. Rồi và đây là tất cả những cái mẫu, nói chung là mẫu nhà mới nha các bạn, mẫu nhà lắp ráp mới trong cái đơn hàng kỳ này của mình. Đó thì mình ráp xong thì nó sẽ như thế này nha. Đây là cái vừa bọc bên vừa là ống chui luôn nha các bạn. Đấy,
thì ráp xong thì nó sẽ ra những cái kiểu hình như thế này. Nói chung là nó có cái này thì cái ống chu này thì mình thấy nó khá là dễ ráp nha. Đấy, các bạn có thể để ngang như thế làm ống chu cũng được. Còn cái nhà đồ thì nói chung thì nó khó ráp một tí. Đây, ví dụ cái nhà này thì nó khó ráp một tí nha các bạn. Đó, tại vì nó có cái máy ở trên nó có nhiều thanh khác nhau cho nên khó ráp một tí. Khi các bạn mua thì mình có thể gọi là ráp sẵn cho các bạn luôn, các bạn chỉ về và xài thôi, các bạn khỏi cần ráp. Còn bạn nào mà muốn tự tay mình ráp thì có thể inbox riêng cho mình khi mua hàng á, mình sẽ để nguyên cho các bạn luôn. Ở đây thì có một cái gọi là một cái cầu thang đi lên, nhưng mà nó phải cần một cái cây, một cái cọng dây gì đó để buộc vào nha các bạn. Đây, đây là ngôi nhà 3 trong 1 nha các bạn, vừa là nhà nè, rồi có well kế bên, well nhỏ thôi dành cho mấy con chuột nhỏ thôi nha, còn bia nó chạy không có vừa đâu. Và bên này thì nó có một cái bập bên luôn. Đây, như các bạn có thấy, đây một cái bập bên khá là ok luôn nha. Thì cái nhà này nói chung là dành cho những dòng Winterwire, Robo và Camel rồi nha. Đấy, bên trong nó sẽ có một cái cửa sổ như thế này, khá là ok, các bạn có thể mua về và xài luôn chứ không cần là mua thêm linh tinh gì hết. Đó. Thì nếu như mà các bạn muốn tự ráp thì nó hơi khó một tí. Đây, ở đây thì nguyên bộ nó xin dễ như thế này nha. Mấy cái này là chưa ráp nè, chưa ráp thì nó sẽ gọn hơn. Rồi thì nói chung thì trong đợt hàng này thì mình lấy thêm về vài mẫu nhà gỗ nha, với lại nhà gỗ lắp ráp rồi đó, chén ăn gỗ rồi thức ăn rồi khử mùi đồ, nói chung là khá là đầy đủ rồi. Mùn cưa đồ thì mình vẫn còn đủ nha. Đấy, nói chung thì lâu lâu mình làm một cái video review khui hàng gì đó cho các bạn nào mà cần mua hàng thì các bạn có thể gọi là xem cái bên mình còn sản phẩm gì. Đấy, các bạn nào mua hàng gì thì có thể chụp màn hình lại và gửi vào cái trang fanpage của mình, trang fanpage đặt hàng, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả để ủng hộ mình có thêm chi phí làm video cho các bạn xem nha. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.